Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán trong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 15 tháng 11 năm 2023. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà. Những cái dòng hàng lan đẹp ạ. Đủ những cái dòng hàng kg và rất nhiều những cái dòng hàng lan thuần đẹp đáng sưu tầm nhất để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giao báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin hoặc số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan kim điệp nhựa hay còn có tên là kim điệp thơm ạ. Một cái dòng lan mà có độ bền trên 2 tháng nhé, hoa như những cái bông hoa nhựa và cực kỳ là thơm. Một cái dòng hàng rất là đáng sưu tầm với những cái giả hành căng mướt như thế này. Hứa hẹn cho cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa đẹp tuyệt vời, một mùa hoa thơm ngát từ những cây kim điệp nhựa này. Giá em bán ở đây đang là 180.000 cho 1 kg thôi. Và em sẽ bán ngay từ 0,3 kg rồi cô chú anh chị nhé. Tức là hơn 50.000 thôi ạ. Để cô chú anh chị có thể sở hữu những giò kim điệp nhựa thưởng thức hoa trong vòng hơn 2 tháng. Sau bên này đây thì em có dòng lan quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8 của chú anh chị, nhìn cho em một cực kỳ là mướt như thế này. Đó, bản lá khá là lớn và hàng xanh đẹp. Giá em bán ở đây là 300.000 trong 1 kg, một cái dòng lan người ta coi là đệ nhất hương đấy ạ. Và sang bên này thì em đang có 2 cái lô dáng hương đuôi chồn ạ. Lô dáng hương đuôi chồn này em gọi là lô số 1 này cô chú anh chị này. Một cái lô này đủ cô chú anh chị có một cái giò lan to đẹp đúng không ạ? Một giò dáng hương đuôi chồn rất là tuyệt vời luôn. Cái lô này em xin phép được bán với giá là 90.000 nhá cô chú anh chị nhá. 80.000. Lô đuôi chồn số 1 với giá 80.000. 2 3 4 5 6 7 cây cô chú anh chị ạ, 80.000 ạ. Lô tiếp theo là lô số 2 này. 4 cây rất là to. 4 cây rất là to, thậm chí có cả cây mẹ con. Lô số 2 này em cũng bán với giá là 80.000. Và một phần đùi gà dẹt, một phần đùi gà dẹt này xanh mướt luôn. Chỗ này thì cô chú anh chị về vào một chậu là được một cái giò hoa rực rỡ luôn ạ. Cái lô này xin phép được bán với giá là 70.000 ạ. 70.000 thôi cô chú anh chị nhá. Một cái phần lan kiếm đỏ bắc đô. Một cái dòng hàng mà có mùi hương thơm mật ngọt rất là quyến rũ đấy ạ. Cái lô cả cái lô kiếm đỏ bắc đô này xin phép được bán đây. Hiện tại cây đã bắt đầu là nhú nụ rồi sao cô chú anh chị. Mùa nụ mùa hoa là cái mùa ghép rất là đẹp. Đây có một cái dề. Dề này chắc chắn là cho cô chú anh chị những bông hoa rất là tuyệt vời luôn. Cả lô này xin phép được bán với giá là 60.000 nhé cô chú anh chị nhé. Lô kiếm đỏ bắc đô ạ. Và bên này đây thì em có dòng lan dáng hương tam bảo sắc. Dòng hàng phải nói là một cái dòng lan quốc dân mà có lẽ bất cứ một ai chơi lan thì cũng không thể nào mà thiếu trong sân vườn đúng không ạ. Hàng tuyển chọn và hàng rất là dài và đẹp luôn ạ. Mỗi một cây này có thể cho tầm 2 cho đến 3 chùm hoa khi mà mùa hoa đến nhé. Mà dáng hương tam bảo sắc thì em nghĩ rằng là những ai chơi lan không thể thiếu đúng không ạ. Em bán 1 kg tam bảo sắc, đây là hàng tuyển chọn xanh mướt luôn. Tầm bây giờ cô chú anh chị về ghép sang xuân có giò lan quá tuyệt vời để thưởng thức hoa. Em bán với giá ở đây chỉ có 150.000 cho 1 kg thôi. Hàng này hàng tuyển chọn cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây thì em đang có cái dòng lan hoàng nhạn. Cái dòng lan hoàng nhạn rừng mà em thấy là cái thời điểm bây giờ em nghĩ rằng nó rất là thích hợp để mà cô chú anh chị trồng. Bởi vì em thấy là rất nhiều những cái cây mà bây giờ nó đang bắt đầu lại bắn rễ như thế này. Đó, nên là cái mùa bây giờ sẽ là cái mùa mà cây nhú rễ rất là mạnh. Chính vì vậy có lẽ như vậy mà hiện tại là nhà vườn người ta đang bắt đầu 1-2 tháng nữa thôi. Là em nghĩ rằng là cái cây hoàng nhạn này này đến giá 1 triệu không có bán. Bởi vì là nhà vườn người ta nhập rất là mạnh. Nhập rất là mạnh luôn và cô chú anh chị thường thấy là bên mình đang hiện tại đang bán nhiều nhiều nơi đang bán những cây nhạn bóc vườn, là những cây nhạn rừng người ta trồng vào ấy, bóc vườn ra và bán theo cây đúng không ạ. Theo cây thì người ta hời cực kỳ là hời luôn. Thì mỗi 1 kg của dòng lan hoàng nhạn rừng nhá, bóc rừng này, cây đảm bảo khỏe đây ạ.
Đấy, mùa này cô chú anh chị ghép thì tuyệt vời luôn. Dai đây em xin phép được bán với giá là 550.000 cho 1 kg nhé. Em sẽ bán ngay từ 0,1 kg rồi cô chú anh chị ạ. À, 0,1 kg rồi thì với 0,1 ấy, cô chú anh chị mình nếu mà lấy cây lớn nhá, nó sẽ rơi khoảng tầm 5 cho đến 5 cây, hoặc là nếu mà lấy cây nói chung là dao động sẽ khoảng tầm 5 cho đến hơn chục cây cho 100 g là 0,1 kg đấy ạ. Thì số tiền chỉ có 55.000 thôi cô chú anh chị ạ. Cái hàng này thì cô chú anh chị em nghĩ rằng cô chú anh chị cũng không cần phải quan tâm lắm đến cái lá của nó là đẹp hay là xấu, bởi vì cô chú anh chị về trồng 1-2 năm thôi là tất cả những cái lá này nó thay hết cô chú anh chị ạ, thay hết và toàn bộ sẽ là những cái lá rất là đẹp khi mà mình về trồng ở vườn, nên cô chú anh chị mình yên tâm luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đấy, với số tiền chỉ 55.000 thôi để cô chú anh chị có thể sở hữu từ 5 cho đến hơn chục cây nhạn, hơn chục cây nhạn hoàng nhạn rừng. Đó, còn nếu mà cô chú anh chị mình đang muốn lấy những cây lớn luôn thì cô chú anh chị đây. Em đang có những cây rất là to để giao lưu cùng cô chú anh chị này. Em đang chia theo hình này. Hình này em gọi là cái hình số 1 và hình này thì có 3 cây lớn này. Nói chung là hàng bóc rừng thì nó rõ ràng không thể đẹp như hàng bóc vườn rồi, nhưng mà về cái độ khỏe thì lại đảm bảo nó sẽ khỏe hơn hàng vườn cô chú anh chị ạ. Hình này xin phép bán 100.000, 3 cây to nhé cô chú anh chị nhé, 3 cây to. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 2. Hình này thì cây cực kỳ là, một cái cây này thì quá là to luôn. Cái hàng rừng mà được cây như thế này thì quá đẹp. Một cái lô 3 cây như thế này xin phép em bán 170.000 là hình số 2 đấy ạ. Hình số 3 này là cũng là một lô 3 cây xếp thẳng đẹp luôn. Đó, 3 cây này em xin phép được bán với giá là 110.000. Và hình số 4 này, hình số 4 cũng là 3 cây này với giá 100.000. Đấy, thì đấy là những cây to, còn cây bên này là cây nhỏ. Nói chung là cô chú anh chị mình đủ kiên nhẫn thì hãy trồng những cây nhỏ này. Nó về nó sẽ thay lá rất là nhanh. Để cô chú anh chị có những cái cây lá đẹp như ý luôn. Sau bên này đây sẽ là dòng lan kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng ạ. Một cái lô hàng về cắt tỉa kỹ và xanh mướt như thế này. Với mỗi một thân này cô chú anh chị nhìn đầy những cái mắt nụ sưng chi chít luôn nhé cô chú anh chị nhé. Càng đến mùa hoa thì cây kiều tím này giá lại càng đội lên cô chú anh chị ạ. Có lúc nó có thể dao động lên đến tận 400.000 và hơn 400.000 mà không có hàng bán luôn cái dòng kiều tím này này. Khi mà đã đi vào cái mùa hoa ấy. Đó, thì cô chú anh chị lấy tầm bây giờ thì giá nó sẽ rất là hợp lý ạ. Rất là hợp lý để cô chú anh chị chơi. Đấy, hàng cắt tỉa kỹ đẹp như thế này với giá chỉ có 320.000 trong 1 kg thôi ạ. 320.000 trong 1 kg thôi. Hàng cắt tỉa kỹ và rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đó, cô chú anh chị muốn lấy hàng lớn em có, hàng vừa vừa em cũng có luôn. Hoặc cô chú anh chị mình chọn theo hình ở đây thì để được những hình ưng ý nhất này, ưng mắt nhất này cô chú anh chị này. Hình này em gọi là cái hình số 5 đây cô chú anh chị. Một lô có 3 rề quá mướt như vậy ạ. Đấy, làm một cái giò cực to luôn. Đúng ạ. Lô này với giá chỉ có 220.000 thôi. Hình tiếp theo là hình số 6 đây, 170.000 cho cả một cái lô như thế này. Đấy, thực ra thì những cái hàng này thì em cũng bốc từ cái hàng cân ra thôi. Cô chú anh chị có thể lấy hàng cân theo hình này cũng được. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 7 này. Hai dề căng mướt và rất là đẹp. Giá em đang bán ở đây sẽ là 220.000. Hai dề thật sự rất là đẹp luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 8 này. Hình số 8 này cũng nguyên hai dề luôn ạ. Đẹp mộng mơ cô chú anh chị ạ. Chỗ này cô chú anh chị vào làm một giò mà giá bán ra chắc không dưới 300.000 đâu ạ. Với giá ở đây đang là 220.000 cô chú anh chị nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9 này. Hình số 9 cũng là hai dề ạ. Mướt chưa cô chú anh chị? Rất là tuyệt vời luôn. Hai dề này xin phép em bán với giá là 190.000 cho hai dề này. Và hình số 10. Một dề cây thân lớn và dài. Lớn và dài như vậy em bán 200.000 nhé cô chú anh chị nhé. Và sang hình tiếp theo. À, rồi ạ, bên này đây sẽ là cái hình số 11 này cô chú anh chị này. Một cái dề đẹp đúng không ạ, rất là đẹp đúng không ạ. 170.000 cho dề này này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 12 ạ. 150.000 thôi, nguyên một dề luôn nhá cô chú anh chị nhá. Nhìn cái bảng gốc của nó không khác gì cái hàng thuần luôn cô chú anh chị ạ, rất là đẹp. Sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 13. Hình số 13 là một cái phần mà những cái thân nó dài, rất là đẹp luôn. Hình số 13 này em xin phép được bán với giá là 250.000. Đó, dề dài rất là dài. Cái giò này thì khi mà nở hoa thì đẹp thôi rồi ạ. Và sang hình tiếp theo là 14 này cô chú anh chị này. Dề số 14 này ạ, nguyên một dề xanh mướt như vậy. Đó, đẹp như vậy với giá là 170.000 thôi cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây sẽ là những cái cây lan tóc tiên ạ. Đúng chuẩn như cái tên gọi của nó, với những cái thân thuôn dài. Dòng này thì hoa màu trắng nhá cô chú anh chị nhá. Một nhánh như thế này có thể cho mình hai cái chùm hoa rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Rất là tiếc là bây giờ đây.
cái dòng hoa trắng và hạng đỏ rất là xinh đẹp luôn, với giá chỉ 130.000 trong 1 kg thôi. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg đấy ạ, 0,3. Thì hàng này thân nó nhỏ nhỏ, dài dài, thuôn thuôn như vậy thôi. Dễ thuần lắm cô chú anh chị ạ, yên tâm nhé. Thuôn thuôn như vậy thì với 0,3 cô chú anh chị cũng được giò lan rất là đẹp rồi đấy ạ. Và bên này đây ạ, là những cây lan hái mốc hồng. Cái dòng hàng mà hiện tại, cái dòng hàng mà gần như năm nào Tết đến xuân về thì bên mình cũng nhập hàng bên Trung Quốc về, bán hàng đang nụ rất là nhiều. Mà trong khi đó là bên mình thì cây giống quá nhiều và quá rẻ, mà mình lại phải đi nhập hàng bên Trung Quốc. Đây cô chú anh chị, đây là những cây bông hoa của hái mốc hồng, nó cực kỳ là xinh đẹp. Cây bé nhỏ nhưng hoa như to như cái chén mắt trâu ạ. À, bền hoa cực kỳ và rất là tuyệt vời luôn. Đó, những cái bông hài mốc hồng của chú anh chị này. Thì cái thời điểm bây giờ là cây đang bắt đầu là vào cái mùa nụ nhá, của chú anh chị nhá. Đây này, em thấy là đây ạ, như cái cây này đang bắt đầu là thấy mèo nụ rồi này, cô chú anh chị này. Đó, mình cái mùa này thì mình có thể tự trồng cho mình những giò lan hài mốc hồng để thưởng thức hoa xuân hoa Tết ạ. Và hàng này thì xin phép em bán 150.000 cho 1 kg nhé cô chú anh chị nhé. Em bán ngay từ 0,3 kg rồi cô chú anh chị ạ. Với 0,3 cô chú anh chị nhìn cho em này, là rơi vào 45.000. Nó, cô chú anh chị có thể sở hữu ngay một lô mà nó rơi khoảng tầm 50 cây, mà thậm chí là hơn 50 cây, thoải mái cô chú anh chị ghép mỏi tay luôn. Đó, bán ngay từ 0,5 hoặc là 0,2 em cũng bán cô chú anh chị nhé. Đó, thay vì cô chú anh chị mà cô chú anh chị có thể trồng thử nghiệm những cái cây lan hài mốc hồng cực kỳ là xinh đẹp này. Đây ạ, là những cái chậu lan hài mà em đã trồng thuần sẵn rồi. Cô chú anh chị mình cũng có thể lấy những cái chậu này sưu tầm luôn. Tuy nhiên thì hàng thuần sẵn như vậy thì em sẽ bán giá nó sẽ đắt hơn cô chú anh chị nhé. Chậu này xin phép em bán với giá 100.000 này. Cái chậu này gọi là chậu số 17 ạ. Chậu số 18 cũng là cái chậu hài mốc hồng này, với giá tiền 100.000. À, cũng là 100.000. Và bên này đây sẽ là chậu số 19, cũng là 100.000 cô chú anh chị nhé. Sau bên này đây sẽ là những chậu lan hài gấm. Mỗi dòng lan mà cực kỳ là dễ thuần, dễ chăm mà sai hoa tự nhiên ạ. Mỗi một chậu hài gấm như vậy em xin phép được bán 100.000 thôi. Đó, hình số 20 100.000 này cô chú anh chị, hài gấm nhé. Và hình số 22 cũng với giá là 100.000. Đó, chậu này thì em thấy là đang mèo lên đây rồi. Và chậu số 23 cũng đang mèo này cô chú anh chị này. Nói chung là đây, cái chậu này hai mèo luôn. Chậu 23 này xin phép bán 110.000. Chậu 24 với giá cũng 100.000. Và chậu 25, tất cả những chậu hài gấm thì em thấy là đa số đều có từ 1 đến 2 mèo của chú anh chị ạ. 25 110.000. Và chậu số 26 với giá 100.000. Và chậu số 27, chậu này hiện tại đang có một cái bông hoa chuẩn bị he hé nở này, bông hài gấm này cô chú anh chị. Và một nụ xinh đẹp ở đây, với giờ chậu này em bán 100.000 thôi ạ. Và bên này đây sẽ là những cái củ tiên ông nhé cô chú anh chị nhé. Những cái củ tiên ông này cô chú anh chị có thể trồng đất hoặc là trồng thủy canh rất là tuyệt vời. Mà cái cây tiên ông này người ta quan niệm rằng nó là một cây lan phong thủy, có thể đem đến tài lộc và sự may mắn nhé cô chú anh chị nhé. Đây này, những cây tiên ông rất là khỏe luôn. Cô chú anh chị về mình có thể để nguyên như vậy, hoặc là cô chú anh chị có thể trồng thủy canh thì rất là xinh đẹp luôn. Cô chú anh chị có thể nhìn cho em. Nếu mà cô chú anh chị mà trồng thủy canh thì nó sẽ có cái vẻ đẹp tuyệt vời hơn so với trồng đất. Đó là cô chú anh chị nhìn thấy cả cái bộ rễ của nó. Trồng thủy canh trên ngón lọ thủy tinh ạ, vừa nhìn thấy cái bộ rễ và nhìn thấy bông hoa của nó, cái sự kết hợp rất là tuyệt vời. Cây này có thể cô chú anh chị trồng 1-2 tháng nó có thể cho hoa nhé cô chú anh chị nhé. Trồng thủy canh rất là đẹp mà cây phát triển cực mạnh luôn, dễ sống của chú anh chị ạ, hoa lại rất là thơm. Đó, đây là những củ tiên ông. Và mỗi một cây như vậy thì nó sẽ có rất là nhiều. Nói chung là tiên ông thì nó sẽ có rất là nhiều màu sắc của chú anh chị ạ. Thì ở đây em bán mỗi một cây như vậy với giá là 30.000 cho một cây tiên ông nhé chú anh chị nhé. 30.000. Đó, một củ tiên ông như vậy. Và bên này đây ạ, là một cái lô cát thực sự rất là đẹp, tuyệt vời, về để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn đây. Đủ màu sắc luôn, và dòng cát thì màu nào cô chú anh chị cũng có thể cảm nhận thấy cái vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Ở đây thì em đang đứng ở gần đây và những cái bông hoa cát nở đẹp như vậy, và ướp trong toàn bộ là cái mùi hương thơm tuyệt vời của dòng lan cát này đây ạ. Đây là dòng lan cát, tầm hoa của nó làm chung và cô chú anh chị nhìn quá là xinh đẹp đúng không ạ? Dòng cát nở hoa quanh năm mà người ta mệnh danh nó là nữ hoàng các loại lan đây. Màu cam với lưỡi đỏ rất là tuyệt vời này cô chú anh chị này. Đây là dòng cát bông nhỡ nhé cô chú anh chị nhé. Đẹp chưa ạ? Mộng mơ luôn cô chú anh chị ạ. Rất là tuyệt vời. Thơm nức nở luôn nhé cô chú anh chị nhé. Một cái chậu cát như vậy nó sẽ cho mình hoa canh năm với những bông hoa rất là tuyệt vời. Chậu thì cực kỳ là khỏe luôn. Giá ở đây thì em đang bán đồng giá là 100.000 cho một cái chậu cát này cô chú anh chị ạ. 100.000. Thì ở đây em đang có màu cam lưỡi đỏ này. Và đây là cái bông cát đại màu vàng lưỡi đỏ nhé cô chú anh chị nhé. Màu vàng lưỡi đỏ và bông hoa tím này cô chú anh chị này, mặt bông hoa cát tím này.
tím và lưỡi vàng cô chú anh chị ạ. Đó, nói chung là mặt bông nào cũng rất là xinh đẹp, có vẻ đẹp riêng. Và bên này thì bông hoa này có vẻ vẻ là phớt tím nhạt hơn này. Đó, phớt tím nhạt hơn một chút xíu và lưỡi vàng cũng rất là xinh. Bông hoa gần như là màu xanh chuối và cái lưỡi tím. Nói chung là mặt bông nào thì cũng có cái vẻ đẹp riêng của nó cô chú anh chị ạ. Còn bên này sẽ là một cái bông hoa cũng là cái dòng cát chung. Cát chung cô chú anh chị nhá. Đấy, bông hoa của nó to khoảng tầm 5 sen, xinh đẹp với sắc hoa tím tuyệt vời, yêu yêu luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, đồng giá xin nhắc là 100.000 cho một cái chậu như vậy nhá, chú anh chị nhá. 100.000 ạ. Cái thời điểm bây giờ thì hàng nó đang nụ hoặc là đang hoa, chú anh chị nhá. Hàng đang nụ hoặc đang hoa. Còn có những cái chậu nào mà nó đang chưa có nụ đi ạ. Xung xuê như thế này này, mặc dù nó chưa có nụ, đây là chậu cát tím. Rất là bụi, rất là khủng luôn như vậy, nó không có nụ gì cả. Thì em xin phép được bán với giá là 80.000. Còn những cái chậu nào mà đang nụ, đang hoa ấy ạ, xin phép em được bán là 100.000 cho một giò, cô chú anh chị nhá. Rất là đẹp luôn. Và bên này đây sẽ là những cây lan hạc đỉnh đỏ ạ. Dòng hạc đỉnh đỏ với độ bền của hoa trên 2 tháng. Và không phải lúc nào cũng có những lô hạc đỉnh đỏ với cái nụ rất là đẹp như thế này. Để về đâu cô chú anh chị ạ. Em bán lan cả chục năm trời. Thì đây là cái lô hạc đỉnh đỏ thứ 2 mà em có để sưu tầm, bán giao lưu cùng cô chú anh chị. Tất cả những cây lan hạc đỉnh đỏ đều đang nụ nhá. Cô chú anh chị nhá, hoa thì rất là đẹp, cực thơm. Với độ bền trên 2 tháng, một cái cây lan đáng sưu tầm. Với giá ở đây em đang bán là 140.000 cho một chậu. 140.000 cho một cái chậu hạc đỉnh đỏ. Từ 1 cho đến 2 vòi bông nhá cô chú anh chị nhá. Từ 1 cho đến 2 vòi bông. Dòng này thì em thấy là cũng khá là hiếm, bởi vì là em bán cả chục năm trời thì em thấy là cây này thì không phải lúc nào cũng thấy có xuất hiện đâu cô chú anh chị ạ. Bên này đây sẽ là những cái giò lan thanh đạm Indo ạ. Một cái giò mà cực nhiều giả hành rất là đẹp như thế này. Đó, dòng thanh đạm Indo này khỏe và hoa thì cực sai nhé, rất là sai nhé cô chú anh chị nhá. Đấy, cô chú anh chị nhìn cho em mỗi cái chậu nó rất là xum xuê như thế này ạ. Mỗi một cây của thanh đạm Indo, mỗi một giả hành này nó có thể cho từ 1 cho đến 2 chùm hoa nhé. Nên là khi mà nó nở hoa với một cái chùm to như vậy thì sau này cô chú anh chị sẽ có một thác hoa tuyệt vời luôn ạ. Thơm khắp phố chứ không phải là thơm khắp vườn nữa đâu. Và một cái chậu thanh đạm Indo như vậy em xin phép được bán nó với giá là 250.000 cho một giò. Đấy, 250.000 cho một giò thanh đạm Indo. Đấy, với nhiều anh chị chơi lan thì thanh đạm Indo, việc nếu như một năm mà không được thưởng thức cái mùi hương của thanh đạm Indo chắc chắn là sẽ cảm thấy là cảm giác là có một sự thiếu vắng, một cái sự thiếu 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 vắng đúng không ạ? Bởi vì là cái mùi hương của nó thực sự nó rất là tuyệt vời mà cực, phải nói là siêu thơm luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, một cái giò lan như vậy với giá 250.000 cho một giò. Rất là nhiều thân nhé, chính chị nhé. Còn sang bên này đây thì em đang có những cái cây lan mà cây đây người ta gọi là cái cây sống đời đấy ạ. Với những cây hoa sống đời, với bông hoa đỏ, phớt tím rất là đẹp, xinh như thế này. Cây này thì về dễ sống, dễ chăm mà nó cho mình hoa quanh năm luôn ạ. Cây này để bàn thì quá là yêu thương luôn. Một cái chậu lan sống đời như thế này em đang bán hiện tại với giá chỉ có 40.000 thôi cô chú anh chị nhé. Giờ em đang tìm hàng mới để mà nhập thì hiện tại người ta đang báo giá thậm chí lên đến trên cả cái giá mà em đang bán ở đây rồi. Hoàng thảo kèn này, một chậu là từ 4 thân trở lên, căng mướt luôn, hàng bây giờ đang bắt đầu xuống lá rồi. Nhiều nơi thì nhiều cái lô kèn mà trước đây em đã bán ấy, thậm chí nó còn nở hoa trước Tết luôn ạ cô chú anh chị. Nơi ấm áp thì có thể nở hoa ngay trong cái thời điểm rất là gần đây rồi. Những chậu hoàng thảo kèn rơi từ 4 thân trở lên cô chú anh chị về bóc cái túi nhựa này đi là cô chú anh chị này, là cô chú anh chị có một cái chậu kèn thuần rất là tuyệt vời. Sang một chậu mới là có một chậu kèn thuần rất là tuyệt vời để thưởng thức với giá chỉ 90.000 cho một giò thôi. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu địa lan quân tử này cô chú anh chị. Chậu địa lan quân tử nhá cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Nhiều anh chị cứ bảo rằng là có thể chỗ này 50.000, chỗ kia 60.000 đúng không ạ? Thì cái hàng nào thì tiền nào thì của đó thôi. Và em dám khẳng định cô chú anh chị rằng đây sẽ là cái lô quân tử mà rất là to, cây to. Mà nếu như mà hàng bán thì chắc chắn là sẽ không có hàng lớn hơn đâu cô chú anh chị ạ. Đấy, cô chú anh chị cứ nhìn đi ạ. Cây rất nhiều cặp lá và bản lá mít nhá. Cây đủ trưởng thành có thể cho hoa rồi. Vào đây thì em bán một chậu cây quân tử, một cái cây lan phong thủy mà thanh lọc không khí tuyệt vời. Giá ở đây chỉ có 70.000 cho một chậu thôi ạ. 70.000 thôi cô chú anh chị nhé. Quá là đẹp luôn. Và bên này sẽ là những cái chậu kiều trắng cho cô chú anh chị nào đang tìm kiếm đây ạ. Một cái mặt bông kiều trắng đột biến đẹp xuất sắc như thế này, trắng không tì vết ạ, trắng thanh khiết luôn. Và một cái chậu thì rất nhiều thân như thế này,
Đó, rất nhiều thân và rất là đẹp luôn, xanh mướt như thế này ạ. Giá đây đang bán là 180.000 cho một giò cô chú anh chị nhá. 180.000 cho một cái giò. Cái giò giò lan kiều tím này, kiều kiều trắng đột biến này ạ. Và sang bên này đây là cái dòng lan kiều tím này. Cho cô chú anh chị nào đang cần tìm những cái giò kiều tím mà tím theo đúng nghĩa chuẩn của nó mà ngắm để ngắm đã mắt luôn, đúng chuẩn kiều tím đây cô chú anh chị nhá. Mặt bông nào cũng sẽ cho cô chú anh chị những bông hoa kiều tím đẹp tuyệt vời như vậy đấy ạ. Dòng kiều tím, hoa sai tự nhiên với những chùm hoa rất là lớn. Đó, cô chú anh chị này. Hàng này là hàng kiều tím Thái nên là hàng sẽ bao chuẩn mặt bông cây giống cho cô chú anh chị. Tím đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em. Tất cả đây là những cái giò lan kiều tím Thái nhé cô chú anh chị nhé. Nó quá tuyệt vời. Với những cái giò lan kiều tím của em đang bán giao lưu cùng cô chú anh chị ở đây ạ. Thì trong vòng 1-2 năm thôi cô chú anh chị có thể có ngay những cái tác phẩm như vậy. Không kém cạnh đâu cô chú anh chị nhé. Bởi vì là chậu ở đây em đang có rất là nhiều thân. Rất là nhiều thân như thế này rồi này cô chú anh chị này. Một chậu cực nhiều thân như thế này rồi ạ. Với giá ở đây chỉ có một giá 170.000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. Đấy, rất là xung xuê như thế này. Dòng này thì dễ thuần, dễ chăm, dễ sống vô cùng luôn. Mà dễ cho hoa nữa nhá cô chú anh chị nhá. Là cô chú anh chị mình yên tâm với những chậu kiều tím Thái này. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc. Em không còn nhiều hàng đâu cô chú anh chị ạ. Đây ạ, những cái thân hoàng thảo chuỗi ngọc thậm chí nó có thể cho hoa trước Tết luôn. Bây giờ đang nhú chi chít, có những cái thân nó chi nhú chi chít là nụ này. Đấy, tuy nhiên cô chú anh chị mình yên tâm cho em ạ. Với những cái thân hoàng thảo chuỗi ngọc căng ngứt như thế này thì không có lý do gì nó không cho cô chú anh chị những bông hoa đẹp tuyệt vời đâu ạ. Và một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc rơi từ ít nhất là 6 thân hoa trở lên. Đó, cô chú anh chị em bán với giá là 160.000 cô chú anh chị nhé. Không chỉ đẹp thân lá đâu ạ, mà còn hoa cực kỳ là xuất sắc ạ. Và sang bên này thì em đang có những cái chậu và hạc Pháp của chú anh chị này. Với những cái thân thuôn dài, mềm mại, ngắm lá không cũng đủ mê ạ. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em. Chậu trên dưới chục thân, ngắm thân cũng đủ mê rồi đúng không ạ? Thân mềm mại, thuôn dài rất là đẹp như thế này. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em. Quá là tuyệt vời luôn. Những cái chậu giả Pháp thực sự rất là đẹp như này. Với giá em bán chỉ có 130.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. 130.000 thôi. Và đây cũng là dòng lan chủ về hoa Tết đây cô chú anh chị. Rất là đẹp. Không chỉ ngắm hoa mà ngắm thân thôi, em thấy là cũng rất là mê cái thân của cái dòng lan giả Pháp này. Bởi cái thân của nó rủ dài và mềm mại rất là đẹp. Đây là mặt bông giả Pháp này. Và sang bên này đây thì em có những cái chậu lan Hạc Vĩ Thiên Cung Lữ Bố với sắc hoa đẹp đậm đà như thế này. Một cái chậu thì đây cũng trên dưới chục thân. Hàng này thì bây giờ đang đi vào cái rụng lá rồi nên cô chú anh chị không nhìn thấy cái độ xung xuê của nó ạ. Nhưng mà trên dưới chục thân nhá, 100.000 cho một chậu thôi. Tiếp sang bên này đây thì em đang có những cái chậu giả hạc chớp Mỹ. Giả hạc chớp Mỹ không còn nhiều hàng và hàng này thì hiện tại đang xuống lá rồi. Đảm bảo cô chú anh chị mình rằng là có thể, cô chú anh chị có thể nhìn thấy là những cái mắt nụ đang bắt đầu là chuẩn bị nứt ra khỏi vỏ lụa của nó rồi. Đây này cô chú anh chị này. Sai bông tự nhiên mà rất là thơm. Hàng này thì chắc chắn là sẽ cực kỳ là chuẩn hoa Tết luôn. Em còn vài chậu chớp Mỹ thôi. Rẻ và đẹp cho cô chú anh chị. Siêu tầm ạ. Và chậu này em gọi là cái chậu số 10. Chậu bao nhiêu nhỉ? Chậu 49 cô chú anh chị ạ. Chậu 49 thân nào thân đấy. To mập và căng mướt cực đẹp luôn. 2, 4, 6, 8 thân ạ. Giá em xin phép bán 170.000, em bao giá rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị mình rồi. Đó. Em dám khẳng định luôn một cái mặt bông rất là đẹp. Chậu tiếp theo sẽ là chậu số 48, cũng với giá 2462, 46 thân, 170.000. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu 47, 2467 thân. Em cũng xin phép được bán 170.000. Đó, hàng đang xuống lá hết rồi. Giả hạc hao oai, cô chú anh chị ạ, xanh mướt như thế này. Hoa oai trước đây thì em thấy là trước đây em khi mà em bán hoa oai ấy, em thấy giá nó rất là đắt thì em cũng thắc mắc là không hiểu vì sao mà cái lúc đấy em mới bắt đầu chơi lan thôi, không hiểu vì sao mà cái dòng hoa oai này lại đắt đỏ như vậy. Đó, sau khi mà em được thưởng thức hoa, cảm nhận cái mùi hương của nó thì em cũng hiểu ra rằng là lý do vì sao nó lại đắt như vậy. Cái dòng lan mà hoa đẹp và có hương rất là thơm thì những cái chậu giả hoa oai hôm nay ạ, bây giờ giá nó đã rất là rẻ rồi, ai cũng có thể chơi thưởng thức được cô chú anh chị.
Giò này em gọi là cái giò 50 nhá cô chú anh chị nhá. Giò 50 với giá chỉ có 130.000 thôi ạ. Đó. Một cái giò mà rất nhiều thân và bây giờ cây đã thắt hết ngọn như thế này, cũng là dòng lan mà sẽ nở hoa vào Tết ở những nơi ấm áp. Tiếp theo sẽ là giò 51 này. Giá em cũng bán là cái giò này xin phép bán 140.000. 52 cũng 140.000 đây cô chú anh chị, dài, rất là dài và rất là đẹp luôn. Đó, 52. Và hình tiếp theo sẽ là hình 53 này cô chú anh chị này. 53. Đó, quá là nhiều thân mập mù luôn. Cái giò này xin phép được bán với giá cũng 130.000 thôi nhá. Hình tiếp theo là 54 đây ạ. 54 đây, với giá xin phép bán là 130.000. Và hình 55 rất là đẹp. Thân dài và đẹp, sum suê như này 140.000. Hình tiếp theo 56 với giá cũng 140.000 nhá. Và 57 130.000 thôi ạ. 130.000 thôi cô chú anh chị này. Bên này đây sẽ là cái dòng lan cửu bảo tiên. Đây là cái lô phải nói là một cái lô cửu bảo tiên. Lần đầu tiên em nhập được một cái lô cửu bảo tiên mà cây to và đẹp một cách ưng ý như thế này cô chú anh chị nhá. Cây to mà rất là khỏe cây và thân mập, lá to nhá cô chú anh chị. Chắc chắn, và cô chú anh chị có thể nhìn thấy là những cây cửu bảo tiên này ở những năm trước thì nó đã có những cây nó đã cho khoảng tầm 3 vòi hoa rồi đúng không ạ? Và chiều dài ở đây chắc chắn là từ 50cm trở lên hết. Đó. Và mỗi một cái chậu cửu bảo tiên, mặt đông của cửu bảo tiên này cô chú anh chị này, hoa to như cái chén mắt trâu luôn ạ. Sắc hoa đẹp rực rỡ mà rất là thơm và bền hoa. Nói chung là cô chú anh chị nào mà đã từng được ngắm cái mặt bông cửu bảo tiên rồi thì không, chắc chắn là sẽ đều muốn sở hữu những cái giò lan cửu bảo tiên cho sân vườn của nhà mình. Đó, đẹp mê cô chú anh chị ạ. Một cái giò cửu bảo tiên như thế này em thấy là người ta bán live với giá lên đến cả hơn 1 triệu nhá cô chú anh chị nhá. Không hề đắt luôn mà cô chú anh chị nhìn thấy cây bé tí tẹo luôn đúng không ạ? So với cây của em ở đây thì em cảm giác là nó còn lá nó to và rất là đẹp như thế này. Đây ạ. Những cây cửu bảo tiên nó quá đẹp. So với cái vẻ đẹp bên ngoài cô chú anh chị ngắm ấy, thực tế bên ngoài nó còn đẹp hơn rất là nhiều ạ. Bởi vì là hoa nó to nên là khi mà vào ảnh nó không lột tả được cái vẻ đẹp tuyệt vời của nó hết đâu cô chú anh chị. Một cái chậu cửu bảo tiên đẹp xuất sắc như thế này không phải là lúc nào cũng có cô chú anh chị nhá. Với giá một chậu mà có cả cây mẹ cây con như thế này, dài từ 5-60cm trở lên ạ, xin phép em bán với giá chỉ có 170.000 thôi. Còn những cái chậu nào mà không có cây con nhé, cũng cao từ 5-60cm trở lên, xin phép em bán với giá 160.000. Đây, những cái chậu này là chậu chậu không có cây con này. Và cô chú anh chị, em cũng nhắc trước cô chú anh chị là một cái dòng lan mà cây nó cao lớn như thế này thì những cái lá ở dưới chân này nó vàng một chút xíu là điều không thể tránh được khỏi. Đó là cái quy luật tự nhiên nhé cô chú anh chị nhé. Nên là khi mà cô chú anh chị nhận hàng, đặt hàng á, thì cô chú anh chị có hàng có đến nơi thì thấy là một vài cái lá ở dưới chân nó vàng như thế này, cô chú anh chị cũng hết sức là thông cảm nhé. Đảm bảo cô chú anh chị là cây nó quá là khỏe và đẹp. Nhưng theo quy luật tự nhiên thì cái lá già bên dưới không bao giờ có chuyện là xanh từ đầu đến cuối đúng không ạ? À, sang bên này đây ạ, là một cái dòng địa lan Sato mà cây rất là khỏe đẹp. Một cái dòng hoa đỏ thắm và cực kỳ là quyến rũ đây cô chú anh chị. Cái sắc hoa đỏ thắm rất là quyến rũ luôn, cái bông hoa to đùng như này. Đó, bông hoa nở căng hết cỡ với cái lưỡi nhung đỏ rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Bình thường trước đây em khi mà em bán những cái cây Sato này em thấy là bông hoa của nó nở thường là bị cụp cô chú anh chị ạ. Cụp không có được xòe như thế này đâu, được căng đẹp như thế này đâu. Cái lô hàng này về thì em thấy rằng là nó nở căng rất là đẹp, chứng tỏ rằng là cái cây lan nó rất là khỏe. Ở nhà em trồng thì em thấy thế, là những cây lan mà tự nhà mình trồng ấy thì hoa bao giờ nó cũng sẽ căng đẹp như thế này này. Còn bình thường trước đây em bán hàng hoa Tết thấy bông hoa Sato nó nở nó rất là cụp, và em nghĩ rằng là do là có lẽ là cây nó không đủ khỏe để nó nở những cái bông hoa nó căng hết cỡ. Còn đây cái lô hàng về nó nở căng hết cỡ, một cái mặt bông mà cánh hoa đỏ thắm đó, quyến rũ đẹp tuyệt vời như thế này. Và người ta còn đặt tên cho nó tên rất là yêu thương, đó là dòng lan hồng tửu nhân tình cô chú anh chị nhé. Một cái dòng lan, một cái sắc hoa đỏ rất là quyến rũ, chậu cây khỏe đẹp. Em xin phép được bán với giá là 250.000 cho một chậu. Và một chậu sẽ rơi vào 3 cần hoa nhé cô chú anh chị. Độ bền của hoa này cô chú anh chị về thoải mái thưởng thức hoa trong vòng từ 1 cho đến 2 tháng. Và đảm bảo cô chú anh chị rằng với những cây khỏe như vậy, cô chú anh chị chỉ cần chơi hoa mùa này xong rồi, đến mùa sau chắc chắn cô chú anh chị vẫn cứ có một cái giò lan, thậm chí nó sẽ còn có nhiều ngồng hoa hơn như thế này. Như nhà em thì những cái chậu hàng về nó bị hỏng nụ, hỏng hoa, hỏng cần em cứ bỏ ra vườn đi. Và năm nay thì nó vẫn cứ ra rất là nhiều mầm. Đó. Với những cây lan khỏe đẹp như thế này về cô chú anh chị thưởng thức hoa xong rồi có thể để lại làm giống nhé cô chú anh chị nhé. Sang năm chắc chắn nó phải rơi hơn trên 3 cần hoa như vậy.
Giá ở đây xin phép bán 250.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Cây rất là khỏe. Rất là khỏe nhá. Đấy, nụ thì không hề có bị chột luôn, rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Bên này sẽ là những cái giò lan trầm rồng đỏ mà giá rẻ bèo bọt, chỉ gọi là lấy cái ít tiền công để em đóng hàng thôi nhá cô chú anh chị nhá. Giò trầm rồng đỏ. Giò này là cái em gọi là cái giò số 40 với giá 70.000 ạ, 3 thân ạ. Và giò số 41 này 80.000 thôi cô chú anh chị nhá, 4 thân. Nên rất là nhiều mầm nữa. Và giò số 42 với giá chỉ có 50.000, 50.000 giò này 2 thân. 4 thân nha, bị 2 thân bị gập nên tính 2 thân thôi, 50.000 ạ. Và giò số 43 này, 43 giò này 4 thân nha, có 1 thân bị gập. Tính giá 70.000. Và hình tiếp theo là 44 ạ. 44 cái chậu này cũng đang có 3 thân này, với giá em bán là 70.000 ạ. Và giò số 45 90.000 cô chú anh chị này, 45 90.000. Và 46 với giá là chậu 46 này với giá 80.000 thôi cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây sẽ là trầm cổ, em còn duy nhất hai cái chậu trầm cổ ạ. Duy nhất hai chậu trầm cổ thôi. Mặt bông trầm cổ đây cô chú anh chị này. Đẹp bộng mơ luôn. Cái chậu trầm cổ này em gọi là chậu 3 năm ạ. Chậu này thì quá là nhiều thân luôn, sau này nó nở hoa chắc là phải hơn cái giò này, trên tài cái giò này thân xoắn đỏ rất là đẹp. 8 hay là 9 10 thân gì đó với giá 130.000 thôi nhá. Chậu tiếp theo là chậu số 36 này. Chậu trầm cổ 36 này, xin phép cái chậu này cũng rất là xung xuê, nhiều thân, hai thân bị lỗi nên là chậu này xin phép em bán luôn với giá chỉ 100.000 nhá cô chú anh chị. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò, một cái giò dáng hương cẩm báo, một cái dòng lan thơm ngay từ thân lá. Chậu thơm ngay từ thân lá rồi cô chú anh chị ạ, chậu cẩm báo. Chậu cẩm báo này hai cây rất là to, em bán 100.000 thôi cô chú anh chị ạ. Đấy, có 3 cây nha, cây này thì nó còn hơi vàng, thì hơi vàng một chút xíu, mặc dù cái bộ rễ cũng rất là khỏe. 100.000 cho chậu cẩm báo này. Chậu tiếp theo sẽ là chậu cẩm cáo 29. Với giá em bán 220.000, ba cây xếp thẳng tắp này, khỏe khoắn rất là đẹp. Và chậu số 30 này, 220.000 cho chậu cáo này. Và chậu số 31, chậu 31 230.000 nhá cô chú anh chị nhá. Đây, cây thân lá mộc mạc khỏe mạnh về cô chú anh chị treo vườn đi ạ. Đến mùa hoa 1-2 tháng nữa nó phù hợp, thích hợp với cái nó thích nghi với cái khí hậu rồi sẽ cho những cái bông hoa gọi là đẹp nhất nhé cô chú anh chị. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 32 này. Đó, cái giò này xin phép bán 240.000, là 4 cây lá xếp rất là đẹp. Và giò số 43 với giá 200.000. Và 44 ạ. 44 này, 220.000, 230.000 cho giò 44 này. Rất là đẹp. Và bên này đây ạ là những cái chậu trầm rừng. Trầm rừng thì cô chú anh chị biết rồi, xinh đẹp và cực thơm đúng không ạ? Với giá em bán 90.000 cho một chậu, rơi tới ít nhất là 4 thân. Đen đỗ úc mắt đen, thân căng mướt luôn. Chậu rơi từ bao nhiêu thân trở lên nhỉ? Chậu rơi từ chục thân trở lên với giá 220.000 cho một giò. Một cái nhánh lan vũ nữ rất là xinh đẹp với sắc hoa màu vàng. Thơm quyến rũ luôn cô chú anh chị ạ. Em không biết là cái cây gì nhá, cây này nó gãy từ cái trước đây em lấy về bán ấy, nó gãy từ cái thân trong cái giò ra nên em để như vậy trên sàn thôi. Mà nó vẫn cứ cho hoa như này này. Cái nhánh này cô chú anh chị nào sưu tầm em bán 50.000 nhá cô chú anh chị nhá. Bên này là đang một giò, một cái chậu mà đang có hai cái vòi hoa, cũng không biết là vũ nữ gì, em bán chậu này 100.000. Mật ong khoái ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em, một cái tổ mật ong khoái về phải nói là đẹp xuất sắc cô chú anh chị ạ. Đặc sánh và vàng ươm luôn nhá cô chú anh chị nhá. Đặc sánh vàng ươm luôn. Này thì hàng nguyên tổ, tuy nhiên nguyên tổ và nguyên sáp, tuy nhiên thì cái sáp nó cũng rất là ít thôi cô chú anh chị ạ. Đấy. Em múc lên như thế này cô chú anh chị có thể thấy được cái độ tuyệt vời, độ ngon tuyệt vời của mật ong khoái này. Riêng mật ong khoái này không có nuôi được đâu cô chú anh chị nhá, chỉ có trên rừng thôi ạ. Và cái hàng ở đây em đang bán với giá là 200.000 cho 1 kg. Cho cô chú anh chị nào mà đang cần tìm mật ong để sử dụng cho gia đình hay là làm quà tặng quà biếu ạ. Nhiều cô chú anh chị tham khảo nhiều nơi có thể thấy rằng là có những nơi người ta bán thậm chí lên đến 300.000 đúng không ạ? 300.000 1 kg luôn. Nhưng mà chưa chắc cái chất lượng nó đã hơn như thế này. Đó, hàng ở đây em đang bán 200.000 nhưng bảo hành cho cô chất lượng. Chất lượng mật ong tuyệt vời, thơm ngon đến giọt cuối cùng luôn cho cô chú anh chị nhá. Không phải là cứ đắt là xịn đâu cô chú anh chị ạ. Bên này em đang có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg, rêu rừng 50.000 cho kg, duy xanh 50.000, phùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp, dưỡng chất AB với giá 85.000 cho một lọ, Atonic 12.000 cho một gói, và Super 2 hormone tăng trưởng 50.000 cho một lọ, siêu dưa rễ N3M 30.000 cho một lọ, liền da mỹ tiến 40.000, liền da sẹo đen 50.000, và 3 loại phân bón thông minh tăng trọng có kiểm soát đồng giá 30.000, 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000, kim kim bun đặc trị thú nhún 25.000 cho một gói này,
Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi và phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối, phân châu, đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong 2 tháng, sản phẩm với giá 35.000. Và bên này thì em đang có cái sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lan và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy bán 40.000 cô chú anh chị nhé. Rất nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời, diệt khuẩn, làm sạch không khí, và cái mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị cảm giác thư giãn tuyệt vời. Cô chú anh chị biết rồi đấy ạ, từ những cánh hoa hồi người ta có thể cho vào món ăn, tạo độ ngọt, tạo hương vị rất là tốt đối với sức khỏe, đúng không ạ? Nên là những cánh hoa hồi ở đây, từ những cánh hoa hồi bên em đã chiết xuất ra những giọt tinh dầu hồi này, có thể đem đến cho cô những tác dụng dược liệu tuyệt vời mà rất là tiện sử dụng. Cô chú anh chị thử một lần để cảm nhận cái mùi hương tinh dầu hồi, cảm nhận cái sự thư giãn tuyệt vời mà nó mang lại cô chú anh chị nhé. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái sản phẩm, những mặt hàng hôm nay hiện tại bên em đang có. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ạ. Em xin phép được dừng clip ở đây.